Tìm gì vậy? Chết rồi. Tôi có một món đồ làm rớt ở căn nhà đó rồi. Trưởng ban Phương, sao bây giờ anh mới tới? Tôi đi làm ngang qua. Nghe nói tối qua nơi này có án mạng phải không? Chủ nhà tối qua đã chết trong nhà. Đây chính là nhà cũ anh ta muốn bán. Nè trưởng ban. Trưởng ban, trưởng ban. Nơi này chính là nhà mà nạn nhân muốn bán. Vợ của chủ nhà nói, tối hôm qua anh ta dẫn khách đi xem nhà về. Nói là có một người đàn ông vô cùng kỳ lạ. Tự anh ta chạy vào xem nhà. Mới đầu còn nói là muốn mua, sau đó lại chạy mất. Chủ nhà có nói với vợ cậu ta người đó trông ra sao không? Dạ không. Phương tiên sinh, trước đó chúng ta đã từng gặp rồi, ngân hàng Lương Vận ở đường Thanh Nê Oa. Nhớ ra rồi, nhớ rồi. Lại gặp nhau nữa rồi sao? Xưng hô với cậu sao đây? Phó Gia Trang. Chào cậu. Chào cậu. Anh Phương đang tra án sao? Án mạng tối qua có liên quan tới chỗ này. Không biết là cậu Phó, sao hai người đến đây vậy? Ở đó diễn đi. Ở đây xảy ra chuyện có gì anh không biết? Giờ chúng tôi có hiểu lầm. Tôi còn có việc, xin phép về trước nha. Nè khoan đã, đừng có đi. Đi 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 đi, đi hết đi. Dưới kia giải tán đi, giải tán hết đi. Anh Phương, cậu Phó cũng quan tâm cảnh sát tra án sao? Phát hiện được manh mối quan trọng gì hả? Đây. Đại Hà, cái này phát hiện ở trong phòng. Gì vậy? Nè, ở đây sao lại có địa chỉ? Đây không phải địa chỉ nhà tôi sao? Chuyện này đúng là kỳ lạ thiệt đó. Không lẽ là kẻ thù của anh? Làm cảnh sát ai mà không có kẻ thù chứ. Diễn giỏi thật nha. Được rồi, đi thôi. Bây giờ anh tự lấy đá đập vào chân của mình rồi, nên đập cũng phải đập. Cô nghĩ coi, cho dù tôi không giao địa chỉ, Cao Đại Hạ cũng sẽ nói cho Phó Gia Trang, đến lúc đó cũng sẽ lộ tẩy thôi. Chỉ bằng ra tay trước chiếm thế thượng phong, chí ít bịt được miệng của họ. Cục cảnh sát không truy cứu anh sao? Chỉ hỏi theo lệ thôi. Tôi mà để cho họ ra vấn cái gì chứ? Anh cũng đúng là, nếu biết chứng cứ rơi vào căn nhà đó, sao còn chờ tới sáng nay mới đi xử lý chứ? Anh làm như vậy đúng là hơi ẩu đó nha. Chuyện này còn phải hỏi cô. Hỏi tôi cái gì? Nếu như không phải cô giấu tôi đi giết chủ nhà, thì cảnh sát cũng sẽ không tới chỗ đó. Này Dương già, anh không cảm ơn tôi thì thôi, ngược lại anh còn trách móc tôi sao? Tôi nói cho anh nghe nha, nếu như mà không có tôi, bây giờ anh không có ngồi ở đây đâu. Là sao? Tối qua Phó Gia Trang và Cao Đại Hà đã tìm tới chủ nhà đó. Chủ nhà đã nói gì? Bọn họ tài giỏi cỡ nào cũng không thể bắt người chết mở miệng được. Cũng may mà tôi đã tới trước một bước, để cho chủ nhà đi gặp Diêm Dương rồi. Bánh bao tảo biển. Bận quá không có thời gian chăm sóc cho anh. Hôm nay khó khăn lắm mới tranh thủ tới bờ biển mua bánh bao tảo biển đó. Lúc ở đoàn phóng quả, anh cũng thường ăn bánh bao em gói. Nhân lúc tổ chức chưa sắp xếp chuyện cho em, em tranh thủ gói thêm mấy đợt cho anh nha. Phải rồi, em về cũng đã lâu rồi, sao còn chưa sắp xếp chức vụ mới cho em? Chờ người của Liên Xô làm xong thư bàn giao, sau đó thành lập ủy ban thành phố sẽ sắp xếp công việc cho em. Vậy phải chờ tới khi nào chứ? Không thể cứ chờ hoài như vậy. Anh đó đừng có lo lắng quá.
Có em và Phó Gia Trang ở đây mà. Từ từ coi chừng nghẹn đó. Anh nôn nóng thôi. Anh thấy hai người tràn trề nhiệt huyết làm cách mạng. Anh chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không làm được chuyện gì hết. Sốt ruột gì chứ, nằm đây thoải mái biết bao. Yên tâm tịnh dưỡng đi. Phải rồi, lát nữa Xuân Ni tăng ca, Thú Bình cùng con bé tới thăm anh đó. Sao lại để hai đứa nó qua lại vậy? Anh nói dư thừa cái gì đó. Hai chúng ta đã không thành rồi. Anh vẫn là câu đó, nhỏ phải nhường cho già. Anh già thì em không có lo, dù sao em vẫn còn trẻ. Được được được, em trẻ, anh già, bọn nó phải nhường cho anh. Nói anh là dạng lừa đúng là thật đó. Sao anh có thể cố chấp cứng đầu cứng cổ như vậy? Chuyện này có cha ruột nào dành cho con gái của mình hay không? Bố, Xuân Ni, không sao đâu. Con coi, bố không phải là còn ăn được bánh bao hay sao? Không có chết được đâu. Sao mà bị thương như vậy rồi? Chỉ là bất cẩn ngã một chút. Không sao đâu, nằm đây mấy ngày sẽ khỏi thôi. Nè Thú Bình, tôi biết cậu cũng bận rộn, nhìn một cái là được rồi. Mau theo chị của cậu về nhà làm việc đi. Còn Xuân Ni thì ở đây với tôi là được rồi. Chú Dạng à, chú nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe đó. Xuân Ni rất hiếu thảo, cô ấy thật sự rất lo lắng. Xuân Ni hiếu thảo, chuyện đó thì tôi biết rồi. Sợ tôi có mệnh hệ gì phải không? Anh nói như không vậy. Con gái ruột, không lo cho anh thì lo cho ai? Nè Xuân Ni, em cũng lớn rồi, sau này cho dù gặp phải chuyện gì đều phải có chính kiến của mình, có biết hay chưa? Đừng có nghe lời của người khác. Nè chị à, chị đang nói gì vậy? Em nghe lời của bố em. Chị, em cũng nghe lời của chị. Nghe thấy chưa? Khi nãy con bé nói gì? Nói nghe lời bố của em. Chị, em cũng nghe lời của chị. Nó gọi anh là bố, gọi em là chị đó. Cách biệt gia giới như vậy, anh tự suy nghĩ đi, em đi đây. Nói gì vậy chứ? Em đi sao? Em mới tới mà. Khi nãy người ta nói buồn ngủ rồi. Được rồi, chú Dạng, chú nghỉ ngơi trước đi nha. Nè Xuân Ni, con đi tiễn hai người họ đi. Chú Dạng nghỉ ngơi đi nha. Hai đứa cứ yên tâm hẹn hò đi, người khác nói gì cũng đừng có nghe. Dạ được, em biết rồi. Yên tâm đi chị, tình yêu của tụi em vẫn như bàn thạch vậy đó, không ai lay chuyển được đâu. Anh nhỏ tiếng thôi. Sao phải nhỏ tiếng chứ? Thanh niên trẻ yêu nhau phải nên hiên ngang mãnh liệt như vậy, nếu không lớn tuổi rồi sẽ phải hối hận đó. Em coi, chị của anh sáng suốt nhất đó. Chị à, sao em thấy chị không yêu đương gì vậy? Thú Bình à, Thú Bình nói rất đúng. Chị đúng là chưa từng quen bạn trai, cho nên bây giờ chị cảm thấy rất hối hận. Chị cũng không mong hai đứa sau này cũng hối hận. Chị à, bây giờ chị cũng còn trẻ, mau tìm một người yêu đương đi. Chị cũng rất muốn, nhưng mà chị đi đâu tìm đây? Có lúc chị nghĩ dứt khoát tìm đại một người nào đó gả cho rồi, nhưng lại thấy không cam tâm. Đúng đó chị, chuyện này không được qua loa đâu. Đây là chuyện cả đời người đó, dài lắm, kẻo lại đau khổ tới chết. Chị biết chứ, cho nên hai đứa nhất định phải trân trọng nhau, có biết hay không? Cho dù người ta có nói gì cũng không được nghe, nhất là bố của em đó. Chị nói bố của em không đồng ý sao? Không thể nào. Đúng đó chị, đừng có chu quan cho anh Dạng người ta. À không phải, là chú Dạng mới đúng. Thôi được rồi, hai đứa tốt đẹp là chị yên tâm rồi. Chị đi trước nha. Khó ngu giận, thù vô bến, sóng lòng trào dâng cuồn cuộn, xuân hạ thu đông đến rồi đi, ý chí báo thù rửa hận càng kiên định, sói gào hổ gầm có gì sợ, hỷ nhi không diệt xài lang không cam tâm, để báo thù rửa hận lòng như lửa đốt. Tôi trong đó trong đây, tôi trông chờ miền đông có mặt trời đỏ, tôi là đoàn trưởng của đoàn nghệ thuật,
tên là Hình Khả Phàm. Phó chính quỷ Lý gọi điện cho tôi rồi. Hoan nghênh ba vị lãnh đạo đích thân tới chỗ chúng tôi chỉ đạo công việc. Chào anh Đoàn Trấn Hình. Chào cậu. Chào cậu Đoàn Trấn Hình. Cô ấy tên là Cao Đại Hà. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Cứ tự nhiên. Hay là anh đi làm việc đi. Không, cảnh này không có tôi. Hơn nữa, một chút nữa đồng chí của chúng tôi đều phải nghỉ ngơi rồi. Xem ra anh ăn diện như vậy chắc là gia địa chủ phải không? Hoàng Thế Nhân. Đoàn chúng tôi có ít người, một người phải đảm nhiệm nhiều vai. Hỷ Nhi diễn khá đó. Cô ấy tên là Diên Phi Yến. Tính giác ngộ vô cùng cao, người thông minh lại xinh đẹp. Cô ấy chính là trụ cột của đoàn nghệ thuật chúng tôi đó. Khán giả chắc chắn sẽ thích vở kịch này. Cảm ơn thủ trưởng đã khen. Tôi biết chúng tôi còn nhiều thiếu sót, cho nên tiếp sau đây còn phải có nhiều thứ phải rèn giũa và nâng cao. Không những phải nâng cao trình độ, mà còn phải nâng cao tính giác ngộ chính trị của mọi người. Phải khiến cho mọi người hiểu diễn xuất có ý nghĩa quan trọng đối với chuyện vận động quần chúng và tuyên truyền đạo lý cách mạng. Thủ trưởng nói đúng quá. Đám thanh niên của đoàn chúng tôi chính là thiếu giáo dục về mặt này. Bình thường lúc chúng tôi học chuyên ngành, tôi thường kể cho bọn họ nghe câu chuyện kháng chiến anh hùng. Chính là muốn họ ghi nhớ trong tim và trong đầu những câu chuyện anh hùng đó, sau đó biến thành động lực diễn xuất. Như vậy mới có thể diễn được tinh thần của vở kịch cách mạng như là Cô Gái Tóc Trắng. Phải rồi, chẳng phải thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa lãng mạn cách mạng cũng không thể thiếu. Nè thủ trưởng, cậu hiểu nghệ thuật như vậy sao? Tại xem nhiều thôi. Sao lại ngắn như vậy? Diễn thêm một chút đi, hay quá. Hôm nay người ta tập vợt thôi, đâu phải biểu diễn đâu. Phải đó. Đoàn trưởng, anh mau tới đây hướng dẫn chúng tôi đi. Được rồi, các cậu cứ ngồi đi. Cứ ngồi đi nha. Được được được. Đến ngay đây. Một vở kịch đúng là hay quá. Một vở kịch lớn như vậy, đội cổ động viên vào đây cũng hết 100 người. Chỉ dựa vào đám chúng ta, có 3 đầu 6 tay cũng không lo hết. Hay là chúng ta nhờ Hồng Quân Liên Xô giúp đỡ đi. Còn chưa bàn giao xong, họ không thể quản đâu. Tôi đi vệ sinh nha. Tiện thể xem thử địa hình phía sau. Nè Thú Bình, chúng ta qua kia xem đi. Được. Cô cậu làm ơn đừng như chưa ăn cơm vậy, có nghe thấy không? Đánh cái kiểu gì không biết. Đã bị chặn rồi. Anh coi. Làm cái gì vậy? Nè bức mẹ không tính đâu, chơi lại đi. Con mã bị chặn rồi. Chơi lại đi. Làm gì vậy? Con xe phải bên này mới đúng. Xe gì chứ? Các diễn viên trẻ của đoàn chúng tôi đa số đều chưa trải qua thử thách chiến tranh, cho nên hôm nay chúng ta mời thủ trưởng kể cho chúng ta chiến đấu đẫm máu ra sao trên chiến trường, cùng với sự tích anh hùng anh dũng giết địch. Mọi người chào mừng đi. Được rồi, mọi người ngồi đi, ngồi đi. Trải nghiệm của tôi không phải là sự tích anh hùng gì. Hơn nữa, đối mặt với nhiều người làm văn nghệ hiểu biết sâu rộng như cô cậu đây, tôi đâu dám múa điệu qua mắt thợ. Đặc phái viên Phó khiêm tốn rồi. Anh không phải từng giáp lá cà với quân Nhật trên chiến trường, từng ở Liên Xô sao? Thủ trưởng từng du học Liên Xô sao? Không chỉ du học, mà còn từng là học ở trường Đại học Chủ nghĩa Cộng sản Lao động Đông Phương Mosca nữa đó. Thủ Bình, đừng có hùa theo. Đề nghị của đồng chí Thủ Bình rất hay. Mọi người có muốn nghe không? Muốn. Vậy thì vỗ tay đi. Nói thật lòng thì tôi không có gì đáng để nói. Nhiệt tình khó chối từ. Vậy thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe đại anh hùng kháng chiến thật sự của chúng tôi. Câu chuyện về đồng chí Dương Tịnh Dũng. Sao đây? Còn làm sao nữa? Em lớn già cái đầu rồi mà còn chạy tới đây khóc lóc. Có mất mặt lắm hay không? Chị nói cho em nghe, lão Dạng cũng không phải là Hoàng Thế Nhân. Không phải nói cưới là cưới liền đâu. Em phải đối xử với Xuân Nhi ra sao thì cứ đối xử như vậy đi, cứ mặc kệ anh ta. Nhưng chú Dạng không cho thì phải làm sao đây? Không cho chị sẽ mắng anh ta. Chị à, em ích kỷ lắm phải không? Em không quan tâm tới hạnh phúc của chị. Thế Bình, chị hỏi em câu này nha. Em thấy chị ở bên cạnh lão Dạng thì có hạnh phúc hay không? Nói thật đi. Thật ra thì em thấy chị không hợp với chú Dạng lắm. Em cũng có thể gọi chú Dạng là bố rồi.
Đợi tới lúc em cưới Xuân Nhi, không phải gọi anh ta là bố thật sao? Vậy em nói chị có hợp với anh ta không? Em dù sao chị cũng không đồng ý với anh ta đâu. Liên quan gì tới em và Xuân Nhi chứ? Chị từ chối vô dạng, có phải vì thích Phó đại ca không? Nói gì vậy? Đừng có mà nói linh tinh. Chị lớn hơn anh ta 2 tuổi đó. Không phải, lớn tuổi hơn thì có sao đâu. Vậy thì sao? Người ta có đối tượng rồi đó. Được rồi, đi ngủ nhanh đi. Vậy còn em với Xuân Ni, bọn em, em cứ yên tâm đi. Được rồi. Vậy em về trước nha. Về đi. Vậy chị nói lời phải giữ lời đó. Sao em lằng nhằng vậy? Thôi về ngủ đi. Mấy giờ rồi? Em đi đó. Tắt đèn giùm đi. Bố, nhà có khăn mặt mới không? Bố, sao đi sớm vậy? Cái gì đây? Thuốc nổ chị cần đó. To vậy sao? Phương tiên sinh, anh làm vậy là đùa tôi rồi. Thứ đồ to như vậy sao tôi mang vào rạp hát được chứ? Thế không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Hết cách rồi. Tôi chỉ có bản lĩnh như vậy thôi. Tôi nghe Cao Đại Hà nói khi cô ấy còn ở đoàn phóng quả, thuốc nổ làm ra chỉ to như hộp xà bông. Bao nhiêu năm qua kỹ thuật tiên tiến lên rồi, nhưng anh thì hay rồi. Làm ra cái thứ to như vậy sao? Cậu nhìn đi, nó to như là cục gạch vậy đó. Vậy thì tìm Cao Đại Hà làm cho chị đi. Cậu... Nghe Tiểu Phương, cậu làm sao vậy? Mới sáng sớm ra đã nóng như vậy rồi. Đừng có lúc nào cũng như vậy. Đừng có lúc nào tâm tư cũng ở chỗ Phương Nhật Ngu. Hắn là tên chó đặc vụ đó. Tôi không quan tâm tới hắn thì tôi quan tâm tới cậu sao? Đừng mà, tôi chịu không nổi đâu. Nè chị, hay là chị quan tâm tới em đi. Chị đã quan tâm tới em nhiều lắm rồi. Yên tâm đi, chuyện của em chị nhớ mà. Điều tra Phương Nhật Ngu đã có kết quả rồi. Bây giờ thứ mà cần tập trung chính là đoàn văn công đó. Chuyện này tôi biết, tôi không cần cậu nhắc đâu. Chị à, hôm nay đoàn văn công biểu diễn Bạch Mau Nữ, anh phó sợ có kẻ địch phá hoại đó. Rồi, chị biết rồi. Chuyện Phương Nhật Ngu chị sẽ buông tay. Vậy là đúng rồi, rộng lượng đi chị. Nghe tinh tế, Phương tiên sinh phải đi rồi. Ra ngoài xem. Tinh tế, cậu bị điếc hay sao? Xuân Nhi, Cao Đại Hà, cô cũng quá đáng thiệt đó. Cô rốt cuộc là muốn làm gì đây? Không phải là anh vẫn muốn giết tôi hay sao? Anh xem tôi tới tận đây rồi nè. Chỗ này của anh vừa có dao vừa có súng. Giết một cô gái như tôi dễ dàng quá rồi.
Hai người chúng ta trước nay không thù không oán, làm sao tôi phải giết cô chứ? Anh tự hỏi bản thân của anh đi. Ở căn nhà cũ Hồ Đồng, không phải là anh sớm muốn động thủ với tôi rồi sao? Lòng của anh rõ như ban ngày vậy đó. Cái gì mà căn nhà cũ, cái gì mà Hồ Đồng chứ? Tôi bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi. Anh đây là đang giả vờ phải không? Nè, tôi hỏi anh, bây giờ tôi đã đứng trước mặt của anh rồi, có phải anh liền hận tới nghiến răng, hận không thể rút gân lột da tôi ném xuống giặt dầu không? Cô coi tôi là người như thế nào? Sao tôi phải phí sức như vậy chứ? Nếu chúng ta không thù quán, sao thấy tôi anh lại bỏ trốn? Rõ ràng là anh sợ tôi. Tại sao tôi lại phải sợ cô? Anh sợ tôi vạch trần nội tình của anh, sợ tôi bóc trần thân phận đặc vụ của anh. Cao Đại Hà, tôi trịnh trọng nhắc với cô một lần nữa, cô nhận sai người rồi. Người? Anh mà là con người sao? Anh rõ ràng là con quỷ đó. Mỗi ngày anh đều giả trang thành con người như vậy có mệt hay không? Cao Đại Hà, dù sao cô vẫn còn có đầu óc, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như tôi thật sự là đặc vụ, thì liệu tôi có thể mặc đồng phục này hay không và tiếp tục ở sở cảnh sát hay không? Ngụy trang tốt vậy còn gì? Người xấu còn viết chữ người xấu trên mặt chắc. Cô muốn ép tôi hàm quan đậu Nga sao? Được rồi, tôi phải để cho anh xem cái cách mà ép Hỷ Nhi biến thành bạch mau nữ ra sao. Cho anh đó. Đây không phải trên báo có nói tấm vé này đã cháy hàng rồi sao? Phải rồi, đúng là không mua được đó, cho nên tôi mới đặc biệt mang tới cho anh. Vở kịch này hay lắm. Xã hội cũ ép ngựa thành quỷ, xã hội mới biến quỷ thành người. Anh đó nên đi xem đi. Chẳng qua có xem rồi cũng không biết có biến thành người không. Anh cầm tấm vé này vừa hay có thể đi làm chuyện xấu. Sao cô lại nói như vậy chứ? Tôi đã tính toán rồi, các anh chắc chắn sẽ tới phá hoại, cho nên tôi cho anh tấm vé, không phải là anh càng tiện sao? Cao Đại Hà, chuyện tốt như vậy, sao cô không nói chuyện bình thường một chút đi? Bao nhiêu tiền tôi gửi cô? Được rồi, như đây là đủ rồi. Nhiều quá vậy, nhiều nhặn gì chứ? Tiền thừa là công tôi chạy chân tới báo tin cho anh đó. Không tính toán nhiều với anh đâu. Đi đây. Cô đúng là biết nói đùa. Anh thấy buồn cười sao? Vậy sao không cười đi? Anh nói là Cao Đại Hà biết được hành động của chúng ta sao? Tấm vé này chính là Cao Đại Hà đưa cho tôi. Vé cô ta đưa sao? Vừa gật đầu vừa lắc đầu. Rốt cuộc có phải cô ta đưa không? Không phải. Vé đúng là cô ta đưa, nhưng mà tôi phải bỏ tiền đó, mắc lắm. Anh bị cô ta xỏ mũi dắt đi rồi. Rốt cuộc Cao Đại Hà đó là có ý gì chứ? Tôi cũng bị cô ta làm cho loạn đầu luôn đó. Bây giờ tôi không biết là con người thật của cô ta ra sao. Tôi nói cô ta giỏi rồi chứ không tin. Bà điên đó trước nay chưa bao giờ làm chuyện như người bình thường. Hay là anh đừng có đi nữa. Tôi có đi hay không không quan trọng. Quan trọng là Cộng sản đảng có chuẩn bị kỹ để mà bắt ba ba ở trong trọ đóng cửa đánh chó hay không. Lời này để anh nói sao? Ai là ba ba, ai là chó chứ? Tới lúc này rồi còn bới lông tìm vết cái gì? Ý chỉ có vậy thôi. Nếu như không hủy bỏ hành động lần này, vậy thì tương đương là tự mình vào chỗ chết đó. Nếu như chúng ta không đi, thì Cao Đại Hạ sẽ nghĩ là anh đã gửi tin tức cho Quốc Dân Đảng. Cô ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ. Để trả lại sự trong sạch cho anh, trong mắt Cao Đại Hạ thì anh vẫn phải đi. Vẫn là tôi bị cô ấy chắc mũi. Dì Hai đã nói rồi, người Liên Xô đi xem bạch mau nữ chắc chắn sẽ có quà tươi. Người nước ngoài đúng là rách việc. Hắn đúng là đạo đức giả đó. Nhưng quà tươi thì có liên quan gì tới hành động của chúng ta? Năm đó người Nhật vì muốn ám sát Stalin mà tổ chức hành động quà tươi, tức là để thuốc nổ ở trong quà tươi. Tuy rằng hành động lần đó thất bại, nhưng thất bại cũng không thể che giấu được thuốc nổ đã được thiết kế tỉ mỉ. Nghe nói là cục trưởng đới vừa nghe thấy biện pháp này đã rất có hứng thú, còn phái người đặc biệt nghiên cứu loại thuốc nổ qua tươi đó. Vậy ý của chị muốn nói chúng ta vẫn phải hành động như đã vạch ra. Thuốc nổ anh làm còn to hơn cả viên gạch, quá mức rõ ràng. Tinh tế như qua vẫn hơn. Yên tâm đi, chuyện qua không cần anh lo đâu.
Chậm thôi. Trùng hợp thiệt đó. Anh vừa đi xe đã gặp em rồi. Nè nè, nhường chút đi. Ngồi cho vững nha, mua vé đi. Xuân Ni, ngày mai em có rảnh không? Rạp hát Hồng Tế có biểu diễn Bạch Mau Nữ đó. Anh vất vả lắm mới kiếm được hai vé. Ngày mai em đi làm rồi. Vậy mấy giờ em về? Không biết. Không sao. Anh ngồi trên xe đợi em.